chào các bạn. Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn một cái dòng máy gọi là để dành để câu cá tra và câu các loại hồ sông biển, là dòng máy mang thương hiệu của Shimano, là máy là Sahara. Sahara thì có cái vòng máy này là C5000XG. Thì dòng máy này là được sản xuất vào năm 2017. Và cái tháng nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Và cái dòng máy này thì cái máy này có về cái về vấn về nồi. Nồi thì có là cái size của nó là 5000 và cái tốc độ vòng tua của nó là 6.1. Rất là nhanh và rất là tuyệt vời khi mà chúng ta cạo cá. Thì về còn riêng về cái cốt của máy thì chúng ta sẽ được xem theo cái cốt như thế này để vấn đề chịu tải và chịu lực. Cái cốt máy đây rất là chắc chắn và rất là cứng. Chúng ta tại vì là một cái loại thép chứ không phải là bằng cái loại sắt như thế nào hết. Thép về cốt máy thì chúng ta bảo đảm chúng ta yên tâm. Và đến nỗi và về sắc đẹp thì hoàn hảo đến từng chi tiết. Ở đây là dòng máy Sahara C5000XG 2017. Đây thì ngoài ra thì dòng máy này là có 4 bạc đạn và một bạc đạn phụ. Thì cái máy này chúng ta biết rằng sẽ có những cái linh phụ kiện đi kèm. Nào, phụ kiện đi kèm của nó là những cái bạc đạn bằng nhựa để chúng ta thay thế khi mà cái máy chúng ta có cái trục trặc về cái lỏng cái tay quay, thì chúng ta sẽ thay thế cái phần vị trí của cái bạc đạn này vào cái tay quay này. Thì máy này chúng ta có thể thay đổi qua cái tay quay. Rồi, dòng máy này chúng ta sẽ chịu lực bằng bánh răng chứ không phải là chịu lực bằng cái cốt này. Nên chính vì vậy mà cái cốt nó không có được to như cái dòng những máy khác. Nhưng mà nếu mà chịu lực thì chịu lực rất là khỏe do cái lực nó chịu tải của bánh răng. Thì chúng ta đã hiểu bánh răng nó như thế nào rồi. Đây chúng ta thấy cái dòng máy đây, cái tay quay đây. Chúng ta có thể thay đổi qua bên trái, thay đổi qua trái hoặc là thay đổi qua phải. Thì như thế nào tùy theo cái mức độ thuận tay trái hoặc là thuận tay phải của các bạn. Rồi ngoài ra thì khi mà chúng ta mua máy thì chúng ta lưu ý rằng máy chúng ta phải có đầy đủ như máy tiêu chuẩn là phải có đầy đủ hộp và catalog. Thì nãy giờ các bạn cũng đang quan tâm rằng cái dòng máy này giá bao nhiêu tiền. Giá của hiện tại thì các shop bán từ giá 1.650.000 và dự kiến hội câu cá tra sẽ sổ số cái máy này với giá chỉ 100.000. Chỉ 100.000 là các bạn có thể lấy được cái máy này, các bạn có thể tin được không? Ok, thank you và chào các bạn.